Xin mời quý vị sẽ cùng đón xem tiết mục dự thi đến từ cùng một. Kính thưa quý vị, chú Phong, một miền quê lúa, khiêm tốn làm mắt mình bên ven đường quốc lộ 456 của huyện nhà, nơi đây nổi tiếng tận tù hiếu học, giàu truyền thống cách mạng và trao đời ân nghĩa miền Trung, cho sức trở dài lịch sử của dân tộc từ thuở Hồng Hoa, đấu tranh chống giặc Ngoại xâm bảo vệ đất nước đến xây dựng hòa bình ở bất kỳ thời gian nào, mặt trận nào, thì Phong cũng vươn lên cống hiến, không biết mệt mỏi góp phần ra danh quê hương, những phẩm chất tuyệt vời của quê hương và mái trường Thịnh Phong đã kết thành suối nguồn cảm xúc trào dâng, được tái hiện qua các phim ngắn trong ca cảnh trèo về đất mẹ Thịnh Phong, tác phẩm thay lời tri ân sâu sắc đối với quê hương, đối với lớp lớp thế hệ các thầy cô và mái trường. Trèo về đất mẹ Thịnh Phong do đời tác giả Nguyễn Sĩ Sang, thơ ngâm Lưu Sa Mạc phối hợp với làn điệu Luyện Nam Cung trích thuật hồi văn dân dân và trình đoàn nghệ thuật ba giám hiệu ba nhà trường. Tác phẩm do thầy giáo Thanh Bình, cô giáo Kim Huế, cô giáo Hồng Thu và tập thể câu lạc bộ múa hát trèo của ba nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Thịnh Phong biểu diễn. Tiết mục tổ khúc trèo tự hào đất quê hương theo làn điệu theo điệu đào liễu và đường trường bán thước, biên tập và đạo diễn thầy giáo Nguyễn Xuân Hương, soạn lời thầy giáo Hoàng Đức Long, biên đạo múa cô giáo Trần Thị Liễu cùng tập thể cán bộ giáo viên và học sinh câu lạc bộ múa hát trèo của ba ngành học xã Thị Chính trình bày. Xin mời quý vị sẽ cùng đón xem và cổ vũ tiết mục dự thi của đoàn dự thi cùng một. Tử Ương đã nghe tiếng chuông vang lên, nổi danh là hoàn thế sư biểu, đầy chuẩn mực của muôn đời. Tính tình người cương trực, lương ngừa mình trong sạch, giữ tiết tháo không màng danh lợi. Nối tiếp truyền thống hiếu học đó, ta nghe tiếng nguyên hiền viết chữ lên lá chuối khô mà lão chàng nguyên năm 12 tuổi. Mạc Đình Chi vì vua che xấu mà làm nên bài phú, bồng sen cho dính ngọc lưu dân muôn đời. Bởi vậy mới nói lấy sự học là trọn đời và khắc ghi, lấy điều trí thức là sức mạnh mà phấn đấu. Nay ta kể về chuyện danh nhân kiến sĩ Mạc Thế Hiền, một người con sinh ra tại xã Thịnh Phong, huyện Thái Thụy của chúng ta. Nói đúng theo bậc thánh hiền xưa, nghiêm cẩn học hành rồi hoài nghi sử và có ý sĩ làm giàn danh quê hương dòng tộc. Đất nước ngày một đổi mới, con người Thịnh Phong ngày càng sinh sôi nảy nở phát triển, nhưng việc học hành của tiền nhân vẫn là cái gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Thank you.
chỉ để phát đạt chương trình hội thi của ban đại học xã Thị Phong. Xin kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu, thầy cô